Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì chay thì đang không có khỏe, rồi Bali cũng vậy, nên là mẹ Ngọc với lại ba Ngọc sẽ ở nhà. Hôm nay là Ngọc với anh Bảo, chị Ngân với chồng Ngọc với lại Vincent sẽ đi câu mực các bạn. Thì hiện tại bây giờ là 4:15 rồi, còn 15 phút nữa là sẽ có người tới khách sạn để rước đi câu mực. Thì đi câu mực này giá của một người là 450.000 cho một người. 450.000 là cỡ chừng khoảng 20 đô la để đi câu mực, xuất phát từ 4:30 và về tới khách sạn là cỡ chừng 8-9 giờ tối. Thì để muốn đi ra Phú Quốc này, muốn trải nghiệm cái câu mực, thì trong cái chuyến câu mực thì người ta sẽ cho mình là ăn thử cháo mực rồi cái món gì nữa đó, nhưng mà cũng muốn trải nghiệm câu mực coi làm sao cho vui. Đang ngồi ở sảnh khách sạn để chờ xe tới đón mình 15 phút nữa. Thì mời mọi người cùng theo dõi cái chuyến câu mực này sẽ như thế nào nhé. Rồi bây giờ thì cả gia đình đã tới cái chỗ bến tàu. Đây là cái bến cảng An Thới. Ở nguyên cái chỗ này thì chỉ có một cảng duy nhất là cảng An Thới thôi. Thì đây là nơi tập trung rất là nhiều tàu bè để đi ra thăm những hòn đảo, cũng như là những cái tàu riêng biệt cũng được. Còn cái xe này là mình đi chung với những anh chị của cái đoàn khác. Đây, bây giờ thì mình bắt đầu xuống tàu để bắt đầu cho chuyến hành trình đi ra câu mực ha mọi người ha. Wow, cái này ai giữ bao ha, cao dữ à. Cái này giống gì, Bali hả? Giống Bali hả? Rồi. Cái tàu này cũng bự à. Tàu này rất là bự. Rồi đúng rồi. Cảm ơn anh và chị ạ. Ôi trời. Trời ơi. Rồi ok. Cảm ơn. Ở dưới đây có cái nhà bếp. Đi đôi lưng này hả anh? Wow, ở đây cũng có hải sản tươi sống. Cái này mình bán rồi luôn hả anh hả? Em muốn ăn cái là mình bán luôn. Cái này là sò tượng nè. Em đụng được không anh? Ồ, nó mềm quá ha. Trời ơi, ăn bầu ngư không ăn đồ ngon không đó. Dạ, dạ. Cái gì bảo? Sò mai đó, mình muốn ăn thì mình nói người ta làm cho mình ăn luôn, cũng dễ ha. Rồi cái này con gì đây ta? Cái này ốc gì nè? Hả? Nó ngon không? Chưa. Ok, vậy chút có gì order ăn. Rồi, nguyên một chiếc tàu ở trên đây. Đây là cái bàn ăn. Đây là cái bàn ăn của mình. Để chừng nào tới giờ ăn thì mình đã ăn. Hồi nãy trên xe là mình có hướng dẫn viên đồ này kia nữa. Rồi hướng dẫn viên nói là đợi cái trời tối tối một chút rồi mình mới ra câu mực. Tại vì thường thường ở tối thì mới có mực. Ê, nhưng mà đi đó, đi vòng vòng để coi có hoàng hôn để ngắm không. Cái gì? À, cáp treo đó. Ngày mai là mình đi cái cáp treo đó, để cho mẹ biết. Rồi, ok, để là lên đây. Làm sao? Chào, Vincent sướng quá, được đi chung cái tour này, Vincent quá sướng. Đây. Đây là cái mũi tàu, ngay cho cái mũi tàu. Đẹp. Thường thường chắc mọi người đi đánh cá, tại vì ở đây có một cảng một à. Cảng An Thới này là chỉ có một cảng một. Đẹp không? Rồi đó. Có thể, ngồi trên, ngồi dưới tùy mình, để Ngọc đi lên thôi, lên trên kia Ngọc review coi. Có gì trên đây? Mấy ghế này ngồi thoải mái nè bảo nè. Lên đây. Lên đây coi nè. Lên đây coi nè. Ủa vậy hả? Chụp hình hả? Wait, my hair. Oh yeah, get yourself the phone. Let me know when you're ready. Perfect. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Ô, ghế ngồi đây con. Rồi, ghế này ngồi. Ghế này ngồi là cái kiểu này relax nè. Kiểu ghế ngồi này là cái kiểu ghế relax nè. Oh wow. Họ còn bán thêm cho chúng ta những cái loại nhiều sò tô. Con này nó giống như con ốc gạo mình á. Ốc
lưỡng. Đúng rồi. Gắt lắm rồi. Không lắm, chị nói dạng ống gạo ống nóng nha. Dạ. Ống nấm vú. Có tay nè. Có chị kẹp tay á. Dạ. Ống nè. Vú này nha cha. Ống nãy được rồi, ống nõn chị ha. Ống nõn hả? Dạ đúng rồi. Đúng vú rồi. Ống nõn đó. Ống nõn. À ta nói cái nõn rồi, ta nói cái nõn rồi. Nó là một cái nõn một. Rồi. Rồi bây giờ tàu mình đã ra khơi nè mọi người nè. Khi mà mình đi thì thấy cáp treo đang trên đó. Ngày mai Ngọc sẽ đi một cái tour là tour 4 đảo. Thì khi đi sẽ đi bằng cano đi ra, và khi về sẽ đi về bằng cáp treo đi về. Đang ngồi order. Đang ngồi để order thêm ốc để chút nữa ăn. Tại vì chút nữa là mình sẽ được miễn phí cháo mực nhưng với lại tôm. Nhưng mà mình sẽ làm thêm mấy cái món ốc này để mình ăn thử. Rồi thì ra đây được chút xíu thì mình sẽ dừng ngay chỗ này. Ngay chỗ này nó một nguyên một hòn đảo luôn các bạn. Mà rất là đẹp, có những cái căn nhà ngay chỗ này nè. Thôi cái nhà này mà để ở đây mà đi ra tắm biển ngay chỗ này. Có mấy cục đá dưới đây đã. Quá trời đẹp luôn không mọi người. Hình như là mình sẽ đi vô. Mình sẽ thả neo ở đây. Hình như phải thả neo ở đây nè. Rồi mình sẽ câu mực ở đâu vòng vòng ở đây nè. Oh, that's the anchor probably. Don't get caught up there. Thả neo xuống á. Tối ngày hôm nay, các thành viên trên tàu chúng mình vui lòng đến giùm em ạ. Rồi, đây là cái trang thiết bị chúng ta cần có khi chúng ta tham gia dịch vụ câu mực khi cầm cuộn câu lên và chúng ta mình xin đến giùm em nhé. Vui lòng đưa 4 ngón tay chính của chúng ta vô bên trong, cầm lại cái cây ở bên trong giùm em ạ. Và ngón tay cái ôm lại sợi cướp bên ngoài giùm em. Đó là kỹ thuật chúng ta cầm câu. Và tay còn lại thì vui lòng lấy con tay cầm con mồi này giùm em nhá. Đây chính xác là con mồi của chúng ta, được gọi là một con tôm giả. Nên là mình không cần mắc bất cứ một loại mồi nào vô thêm anh chị nhá. Và có thể di chuyển sang hai bên thành tàu, đằng trước hay đằng sau giùm em. Vui lòng thả nhẹ con tôm giả này xuống bên kế bên thành tàu thôi. Kế bên nhá. Làm sao cho con tôm giả này nó rớt tận xuống đáy biển giùm em anh chị. Từ đáy là sao ạ? Từ đáy ở đây không phải là hết cả con trước này. Chúng ta sẽ nghiêng cuộn câu qua, cái này chạy từ từ xuống. Khi nào cái sợi cướp vẫn còn căng, vẫn còn chạy xuống á, là lúc đó nó chưa xuống đáy đâu ạ. Và khi nào con tôm giả nó xuống đáy rồi, thì lúc đó sợi cướp lập tức dừng lại và nó dừng lại. Và lúc đó mình biết là con tôm giả đã rơi xuống đáy biển rồi, đúng không ạ? Thì vui lòng thu câu về một vòng giùm em thôi, và chúng ta sẽ chia làm hai tay mình cầm. Tay cầm cuộn câu vẫn cầm bình thường anh chị nhá. Và tay còn lại thì chúng ta sẽ cầm lại cái sợi cướp, cái sợi cướp này ha. Mình căng khoảng tầm cỡ 10 cho tới 15 giây trên một lần. Thì cái tay chúng ta cầm sợi cướp điện nó sẽ giật nhẹ 2 đến 3 cái. Giật giật như vậy thì thứ nhất là để chúng ta sẽ cảm nhận xem là có mực hay là không. Đó là sự khác nhau giữa câu cá và câu mực anh chị nhá. Câu cá thì con cá nó sẽ kéo xuống, đúng không ạ? Hoặc là nó sẽ kéo đi. Nhưng mà câu mực thì hoàn toàn không có. Câu mực thì con mực nó thấy con mồi chạy điện, nó chỉ chạy lại nó lấy cái râu và cái miệng nó sẽ ôm lại con tôm giả của chúng ta và sẽ nuốt trực tiếp vào trong cơ thể của nó ngay tại chỗ thôi, chứ nó không giật như con cá. Nên là khi chúng ta giật á, mình cảm thấy cái trọng lượng của con tôm giả này nó nặng hơn bất thường, nó nặng hơn rất là nhiều. Lúc đó mình đã có mực rồi và vui lòng thu câu về. Hey, Bảo nè, thấy Bảo câu nè, Vinh Sình cũng câu luôn hả? Chà, cái nước trong tới nỗi mà Ngọc thấy cái con ấy của Bảo luôn. Bảo đó, giờ câu mực nè mọi người. Wow, anh này anh câu được nguyên con mực luôn kìa. Trời đất ơi, đỡ chưa? Wow, hay ta. Mực bự quá, thấy chưa, thấy chưa Vinh Sình? Con cầm đó là nó phun con á. Chúng ta còn di chuyển ra phía trước giùm em nha. Không có gì. Rồi, con đầu tiên nha cô nhỉ. Con này có nửa ký á, cả ký á. Dạ, cả ký á kìa. Rồi, anh chị nào có nhu cầu chụp hình thì có thể cầm chụp hình nhá. Rồi em thấy rồi đó. Dạ. Quá tươi luôn. Rồi cảm ơn anh. Rồi ta chụp hình nào. Mấy anh này đang câu rất là tích cực luôn. Đang câu cực kỳ tích cực luôn. Mực nãy bự ghê mọi người. Rồi bây giờ thì hả, mình đồ ăn mình đã xong rồi thì mình sẽ ăn đồ ăn trước, tại vì trời nó cũng chưa có sập tối gì mấy để câu mực. Thì đây là ốc hồi nãy mình order nửa ký ốc nón lá. Mỗi con thì mình order một chút xíu để mình ăn thử cho biết cái vị. Thì ốc nón lá này đây nè, nửa ký này cũng là khoảng 300 ngàn, là cỡ chừng
một ký là 300 ngàn, ký là 300 ngàn là cỡ 15 đô một ký. Còn ốc này là này bị mình lấy con kia mà ảnh lộn con này rồi. Ông lộn con ốc ngọc trai này rồi, thấy không? Anh lộn. Anh hồi nãy em lấy cái con kia á. Cái con dẹp dẹp á, con dẹp dẹp mà giống bầu ngư á mà nó giòn giòn á. Mà anh lấy lộn này, nhưng mà thôi không sao đâu. Lấy thêm nửa ký kia thôi. Nửa ký kia giùm em đi. Em nửa ký kia thôi. Nửa ký trinh nữ giùm em đi cũng được. Rồi, còn cái này á là cái sò này, cái này là nước mỡ hành ngon nè, Ngọc rất là thích ăn cái này. Rồi với lại con ốc này. Nói chung là về cái này thì lên đây mình chỉ là hải sản thôi, không có những món khác nên là chồng Ngọc anh sẽ không ăn được mấy cái món này, anh sẽ ăn thử rồi thôi. Mình ké lại lon bia cho vui. Yeah, come beer, come vui. Lon bia. Cái này để chấm sốt đó bạn. Cái này. Sốt đó, sốt chấm này nè. Kẻ chấm chúng đấy. Sợ để hai bên đó, nó không có tiện cho mình chấm đó ra. Để ăn thử. Bên xin nào. Đi xin ơi, tới nè. Ốc nón lá này là ốc nón lá ấp. Em ăn đi không? Bảo coi gần gần cho mọi người coi lấy cái con ốc nón lá này ra như thế nào. Đó. Đó, chỉ là như vậy thì các bạn nó nhìn cái hình giống nhìn chữ O luôn các bạn. Ừ. Nó y như con lá đó. Con lá luôn. Rồi. Đó, giống như cái cành này vậy. Rồi, đáp vào đây đi. This one is giòn giòn ngon. Ok. Giòn nửa ký người ăn con hết chứ gì. Thì đó ăn nửa ký thì hết. À tối thì có chấm mực. Đúng rồi. Gió quá trời đó. chà thì Quỳnh dữ nha, ăn được này, ăn được này luôn à. Where's my drink? I don't know. Anh ơi. Coca. Hồi nãy có em có kêu Coca cho anh à. Em kêu em hai lon rồi á. À. Hai người chồng em ăn con này, chồng Duyên ăn con kia.
ba mẹ em thích ăn là dưới nước mắm. Thì cũng vừa ăn rồi. Thơm cũng là thơm dưới. Nhưng mà cũng nhiều lắm. Ủa câu là bao câu hả? Báo đây câu mực rồi. Chồng hôm giờ là câu mực rồi. Hồi nãy mọi người cũng có điểm câu rồi. Mà xong rồi cái là không? Mày dính đá nhiều quá, phải đổ đồ đổ gì đi. Không thích ăn nhạt nha. Nhưng mà ăn được cái nào? Nhưng mà dưới nó sâu lắm. Kìa, có ba câu đâu được, ba câu buồn nó ngọt đâu quá. Cái sâu lắm mẹ. Mẹ cũng nghĩ là vậy đó. Con ơi. Con cá nào coi chỉ là nước đồ. Không mấy ai không? Mấy anh có nhớ nước ngọt của em không mấy anh? Kia thì anh nhớ nha, để kia anh để ra em mẹ. Hả? Ra. Cái gì con? Ra. Cái gì vậy bên trời? Con ra đây. Ra đi, ra cho ba đi. Cậu đi con. Bây giờ cái con ốc này mình ăn tiếp theo là con ốc là con trinh nữ. Trinh nữ nha mọi người nha. Ốc trinh nữ nè. Đó ăn thử cái bảo. Thử trinh nữ đây bảo. Mềm mềm, mềm lắm. Ốc này mềm. À, chỉ còn có Điền Huynh là hả cố gắng kiên trì câu chứ Ngọc chứ chị Ngân với anh Bảo là bỏ cuộc rồi. Khó quá. Không, Bảo mình không có câu gì được Bảo ơi. Ừ Bảo mình không có câu gì được ngộ Bảo. Có bán hàng được thôi. Ừ bán gì hàng. Buôn bán rồi không là tao chịu. Sắc, không có sắc. Cá nó rắc gì được. Đứng câu miết luôn thôi mệt quá. Rồi ngồi buôn, ăn đi cho rồi. Buôn bán rồi lại. Buôn bán là được. Rồi đó câu mực này cũng y như câu cá vậy đó. Mà thấy thấy cái hy vọng nó còn mong manh hơn câu cá. Như Quỳnh đứng em câu chưa bao giờ em câu được mấy con bốn con thứ tư thứ năm rồi nha. Rồi con thứ năm. Dạ con này nhỏ hơn con hồi nãy xíu trung bình ha. Dạ. Nó đụng nó đang đây 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 chị nhìn mực rồi. Ô nó áo luôn đâu hả đó lại mất cái áo thứ n rồi tươi ghê. Trời. Còn có 5 phút nữa là hết thời gian câu mực nha. Rồi cố gắng nha. Hồi nãy giờ là chỉ có mấy anh là chuyên nghiệp ở đây câu được thôi chứ chưa thấy ai câu được. Phía sau tàu này hình như làm ăn có lý hơn á. Mày chơi xong giờ xíu nó sụp luôn mình. Chị ơi không biết nó bắn đúng không? Dạ. Dính thế đó hả? Sao vậy? Đấy. Chưa. Chưa. Giờ anh làm nè, bây giờ anh làm cho sạch sẽ rồi bắt đầu nó hấp lên. Hấp lên cho mình ăn thử. Cái túi mực nó mà lớn cá. Túi mực đó anh. À, cất dục túi mực. Dân người ta đi. That was the No, that was the black thing inside. Oh, okay, got the black, the ink thing. Tàu á nó có cái mực cơm mực nhỏ vậy nè. À, mực đó mà vừa lên một cái mà hấp một cái rồi nhậu rồi đó là thôi. Quên nó về. Rồi bữa ăn tối nay đã tới rồi đây. Mì xào, mỗi bàn sẽ được một dĩa mì xào với lại một dĩa tôm. À, tôm này cũng tươi à. À như có nước mắm với nước tương. Có ớt. À cái này gọi là đi ăn ăn dưới thuyền. Cháo mực anh hả? Đây cháo mực ạ. Đây cháo mực đây. Dạ không, mới ăn câu chưa xong, chưa làm xong. Đây là gọi là ăn tối dưới thuyền chứ không phải đi câu mực. Mực này là mực sả, có sả. Mực này là mực có sả. À, trời ơi, đổ. À, thì Quỳnh chắc ăn được món này, Vinh Sình cũng ăn được món này. À. Rồi đó. Nóng nào? Cháo nóng không? Nó nóng rồi.
Âm lòng. Xíu một cái mực của chúng ta mới câu nha. Well, if you want to, not I want you to. Why? You just have some shrimp. Fresh one. Very fresh. Very fresh. Right? Tươi ha. Tôm tươi luôn. Còn thấy con cá này các bạn nè. Cá này là cá liềm tiềm phải không ta? Cá gì vậy ta? Còn bơi kìa, bơi ngược dòng luôn á. Đây là cái cầu thang nè, khi mà mình vô bờ rồi đó, người ta sẽ đẩy cái cầu thang này lên để cho mình bước lên cầu thang này để mình đi xuống. Rồi ok, giờ đi xuống rồi thì bây giờ là đi câu mực về rồi các bạn ơi. Thì mình hiện tại bây giờ là gần 9 giờ rưỡi tối, đi ngang xe dừng lại mua mực chiên ăn. Bữa giờ về Việt Nam mà kêu ăn mực chiên luôn nè, ra Phú Quốc ăn mực chiên. Hai 2, 4, 6, 8, 10 miếng hả? Mà tủ đánh trứng vô nè. Ngon. Ồ, có xúc xích nữa hả? À, có hành nữa nè. Có tóc mỡ nữa. Wow. Ba chục ngàn này hay ta, chục ngàn rút ra 50 luôn. Dạ con cảm ơn chú. Rồi bên đây thì anh Bảo đi mua cơm sườn nướng. Dạ dạ em về được 1 tháng rồi chị. Dạ dạ tại chị coi trên mạng chị thấy em á. Dạ cơm sườn nướng Long Xuyên 30.000 hộp. Anh Bảo mấy ngày nay không ăn cơm, giờ thèm cơm rồi. Anh Bảo quá hả, anh ăn lia lịa luôn các bạn nha. Anh Bảo với anh ăn Bảo ăn cũng không chấm không phẩy luôn đó. Bảo là Bảo ăn cũng không chấm không phẩy luôn đó. Hồi nãy trên mì ăn mì ăn đồ ngon quá. Bảo thèm ăn cơm, ăn miếng cơm. Ở ngoài chị thấy cưng trẻ hơn ở trong dạ em cảm ơn chị. Coi tối về chưa coi đó. À tối về coi em hả? Hai lít mía luôn. Hai lít nước mía luôn. Cái gì năm móng ruốc kìa đó. À con năm thím em á. À cái năm sẽ tới năm móng ruốc. Chị coi với là mẹ cưng với bố cơ, mẹ cưng với ba cưng về Mỹ đi Mỹ chơi. Đúng rồi dạ. Nước mía nè, ở đây là có bán nước mía luôn nè các bạn nè. Sẵn nước mía luôn. Nó nghe nè, ở dưới đây á người ta bán ly nước mía cũng nhiều nè. Bán ly cà phê cũng bự, ly cà phê bằng ly đó đâu. Nước mía cà phê bự lắm. Tự nhiên thấy xe nước mía cái nhớ lại ngày xưa mẹ bán nước mía ha. Đây là nguyên một sạp bán quá trời trái cây luôn. Đây bán gì ta? Dạ em chào chị. À đây bán bún thịt nướng. Bán bún thịt nướng. Ôi ơi, coi chồng Ngọc bây giờ nè, bây giờ sáng sáng này anh nằm có chút xíu vậy á. Mà bây giờ ha anh đỏ dễ sợ không? Cái này xin, anh thích vậy đó, thích là vậy đó, thích là được đỏ, được đen vậy đó. Không có thích da trắng. Mình thì phái trắng. Set in the mirror. Ở chỗ đó là nó còn trắng, tại vì nằm á là bật bật. Mới nằm như nè. Không, mẹ mẹ ở dưới nách mình mà bị cháy nắng là đau lắm. Ok, good night. Ăn cái giận miết đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem cái video clip này nha. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye.